Chúng ta đã có được cái DNS, đã phân giải được tên miền rồi ra địa chỉ này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ cài DHCP. Như vậy trên cái nền này mình nhắc lại cái địa chỉ IP để cho mình nhớ. Cái địa chỉ trên mô hình cũ là .1.1, còn địa chỉ mới của mình là .1.2. Thì nhớ chỗ này. Cái DNS của mình là hiện nay là mình chỉ đang làm mạng nội bộ, cho nên là mình đang sử dụng là 192.168.1.2 để cho các cái máy client nó nhận và nó join domain trước. Còn sau này nếu như mà mình có cấu hình cái máy để mà favor, hoặc là mình làm một cái máy NAT để cho những cái máy bên con nó ra mạng á, quản trị cái việc mà ra internet của nhân viên á, thì lúc đó mình sẽ thay đổi cái chỗ này. Không sao cả. Lúc đó mình vô mình cần fix lại thôi. Và địa chỉ cấp phát của mình nó sẽ cấu hình IP cấp phát giải IP không được cấp từ 11 đến 20. Như vậy thì mình sẽ cấp từ đâu? Ví dụ như là máy default gateway của mình là .1 rồi nè. Cái máy server chính của mình là .2 nè. Như vậy giả sử như là .3, .4 mình cứ để đó. Và mình bắt đầu cấp từ .5 cho đến 100 ha. Ví dụ như chỗ này mình sẽ ghi chỗ này địa chỉ IP cấp phát. Ví dụ như mình sẽ cấp là 19, bỏ qua dãy cấp phát, mình sẽ cấp là 192.168.1.5. Mình cấp cho đến 192.168.1.100. Đó là địa chỉ IP mình sẽ cấp địa chỉ IP này, mình sẽ cấp trong cái đoạn này. Được chưa? Mình sẽ cấp địa chỉ mạng 192.168.1.0. Ok. Mình sẽ cấp trong đoạn này. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta mở cái quản trị lên. Chúng ta cũng vô trong Edron, bất kỳ một cái dịch vụ nào mà chưa có thì chúng ta vô đây chúng ta xem thử. Ví dụ như trong này mình chưa thấy DHCP, chưa thấy, thì mình vô trong cái ron này mình sẽ đi cài cái dịch vụ DHCP lên. Đây đây, khi mình click chuột ở đây mình chưa chọn nhé, thì nó kêu là Dynamic Hot Config Protocol, là viết tắt của DHCP nè, là nó sẽ là một cái cung cấp bật cái dịch vụ mà cho phép chúng ta sẽ quản trị ha, cấu hình quản trị cái IP address cho cái hệ thống mạng của mình cung cấp cho máy client. Ok, mình click chuột vô thì nó kêu là mình add cái role này vào. Next. Next luôn ha. Nó kêu là có khởi động lại khi mà add xong không? Thì nếu như mà để cẩn thận đảm bảo rằng là hệ thống của mình sẽ cài đặt đầy đủ các cái file của cái dịch vụ thì chúng ta nên để tự động. Rồi install. Thì trong cái quá trình mà chúng ta chờ đợi nó cài đặt thì nó cũng giống như là chúng ta cài đặt DNS hoặc là cài đặt cái dịch vụ là Domain Controller. Đó, thì đợi nó cài cái gói tin vô. Và sau khi nó cài xong thì chúng ta mới cấu hình. Như vậy thì trong cái phần quản trị thì người ta sẽ chia thành hai phần. Một phần người ta gọi là cài đặt, giống như hồi nãy mình cài đặt DNS thì nó bấm vô cho nó chạy các cái gói, các cái file xuống. Sau đó thì mình mới setup cho nó là địa chỉ IP là 192.168.1. Đó, ví dụ như vậy gọi là cấu hình. Thì DNS cũng vậy. Mình để cho nó cài đặt xong. Thì tí nữa nó cài đặt xong thì mình sẽ cấu hình, nó tự động nó restart lại cho mình luôn. Tại vì mình có check vô là nó tự động nó restart, thì để coi thì nó có tự động không. Rồi, cài xong rồi đó. Ok.
config commit ha, commit. Như vậy thì ở đây là nó cài đặt xong cho mình rồi. Mình sẽ bấm next. Nó sẽ hỏi là cái user nào quản trị cái DHCP này. User của mình là admin. DHCP. Đây, mình đã có được DHCP và nó đang cung cấp IPv4 và IPv6. Nếu như mà mình không muốn thì mình có thể bỏ cái IPv6 này đi. Không? Còn không thì mình cấu hình cái IPv4 trước. IPv4 thì ở trên này chúng ta sẽ chọn new scope. New một cái vùng mình quản trị. Và cái scope này mình đặt tên cho nó. Không? Ví dụ như là mình đặt tên là phòng nhân sự, phòng kinh doanh, hoặc là mình để một cái công ty là AMC Bình. Đúng không? Mình có thể là cấp AB cho toàn công ty. Thì tùy mình chú thích để cho sau này mình dễ dễ nhớ. Và ở đây nó hỏi nè, bạn muốn cung cấp cái vùng bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Thì trong cái đề mình yêu cầu là bắt đầu 192.1.5 cho đến 1.100. Mình muốn cấp IP trong dãy này. Đúng không? Như vậy thì mình sẽ thiết lập ở đây 192.168.1.5 và địa chỉ cuối cùng là 192.168.1.100. Như vậy số lượng IP mình cấp phép từ 5 cho đến 100. Hoặc là mình để là 105 đi. Là bao nhiêu IP ta? 100 IP. Ví dụ như là từ 100, từ 101 phải không? 100 không? 101. Ví dụ như từ 5 đến 10 là mấy IP? 5 đến 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 IP nha. Đó. Rồi rồi, nghe nè, tại sao thầy phải chú ý chỗ này? Ví dụ như cái đề người ta yêu cầu là cấp phát 100 IP, bắt đầu từ IP thứ 5. Phải chú ý chỗ này nha, nhiều khi nó sai đó. Đúng không? Thì nó trên lệch 1 IP không sao, nhưng mà ý là người ta chấm thì người ta chấm chính xác. Đó, thì các bạn phải chú ý chỗ này. Rồi cái này nữa nè, trong đề người ta nói là từ chấm 11 cho đến chấm 20 là không cấp phép. 11 đến 20 là mấy IP? 10 IP, đúng không? Như vậy thì ở chỗ này, giả sử đề người ta yêu cầu là cấp phép 100 IP chứ không phải là từ 5 đến 100 nữa, mà người ta yêu cầu là cấp phép bắt đầu từ 5 và nhận được 100 IP thì mình phải tính lại. Tức là 100 IP thì mình phải cho 5 cho đến 114 để nó cấp được 110, đúng không? Nhưng mà trong cái khoảng 110 đó, nó bị trừ cái khoảng này đi là coi như còn đủ 100. Thì cái chỗ đó mình phải tính toán kỹ. Chứ còn không là nó bị lệch IP là nó sai đề. Đúng không? Còn nếu mà đề người ta cho là từ 5 đến 100 thì mình cứ gõ từ 5 đến 100 thôi. Đâu có tính gì đâu. Được chưa? Nhưng mà giả sử như cái đề người ta nói nè, hãy cấp phép cho hệ thống mạng 100 IP bắt đầu từ địa chỉ IP .1.5 mà bạn để địa chỉ cuối là 100 hoặc là 90 104 đi, để bạn nghĩ 100 IP đúng không? Nhưng mà sai là do 10 địa chỉ này không được cấp phép nè. Đó thì phải tính toán chỗ đó tí xíu. Rồi mình cấp phép chỗ này là đến 100 theo đề. Lên là 24, là hôm trước mình học cái phần mạng căn bản đó, là lớp A, lớp B, lớp C đó. Thì cái này là
mạng của chúng ta là lớp 192 là lớp gì ta? Lớp C. Lớp C. Cho nên là độ dài mặc định của nó là 24 bit và cái subnet mask mặc định là 255. Khi nào mà chúng ta có chia mạng con thì chúng ta chú ý đến cái LAN và chú ý đến subnet mask nha. Thực ra chỗ này khi mà chúng ta thay đổi LAN thì nó tự động nó thay đổi cái subnet mask cho mình rồi. Nhưng mà mình sẽ chú ý giúp cho thầy chỗ này, LAN bao nhiêu, subnet mask bao nhiêu nha. Net. Và ở đây nó kêu là địa chỉ loại trừ, và mình sẽ không cấp phát từ đâu. 192.168.1.11. Cho đến 192.168.1.20 ha, mình không cấp phát. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ chọn next, nhớ add xuống nha, add xuống dưới. Tức là khi mà nó cấp đến cái này là nó nhảy. Ví dụ như nó cấp hồi nãy mình để là chấm 5 đúng không? Máy thứ nhất nó cấp 5, máy thứ hai nó cấp 6, 7, 8, 9, 10. Và máy tiếp theo là nó cấp mấy? 10 xong rồi. 21. Bởi vì từ 11 đến 20 ở nút. Sorry, 20 chứ sao mình để 29. 20, 20. Đề là 20. Như vậy từ 11 đến 20 là mình không cấp thì cái máy tiếp theo nó sẽ là 21. Ok. Next. Rồi chỗ này nó kêu là cái này là gì ta? Tiếng Việt là gì nhỉ? Thời gian mà chúng ta có thể sử dụng cái IP này. Thì chưa? Thời gian. Như vậy nó để là 8 ngày. 8 ngày. Được chưa nào? Như vậy thì cái thời gian này là thời gian dài nhất mà một IP sử dụng. Nếu như mà trong cái thời gian này nó sẽ đi quét lại, nếu như mà IP của chúng ta không xài thì nó tự động nó thu hồi, còn nếu xài thì nó cho mượn tiếp, được chưa? Nếu mà IP của chúng ta ví dụ như là mình cấp 192.168.1.5 rồi mình xài cho đến 8 ngày sau, không, trong cái quá trình thì nó sẽ đi quét cái IP. Nếu như mà IP.5 nó vẫn còn xài, vẫn còn đang xài thì nó để im. Còn nếu mà IP đó mà lúc mà nó quét á mà không còn xài nữa, không có máy nào đang nhận hết thì nó thu hồi lại. Như vậy thì ở chỗ này nó sẽ liên quan đến khi mà bạn đi thiết lập IP cho một cái quán cà phê đó thì hết sức lưu ý chỗ này. À, các bạn thấy là quán cà phê thường người ta cũng cấp 192. Mà 192 thì địa chỉ IP tối đa của chúng ta là chỉ có 254. Mà nó trừ cái modem rồi thì nó còn có 253. Nhưng mà đôi khi mình để cái thời gian thuê này lâu quá đó thì những người đầu vô thì người ta còn IP. Nhưng mà những người sau vô 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày đến ngày thứ 8 hết IP. Trong khi mà thực chất sử dụng thì chỉ có vài người thôi, nhưng mà IP nó chưa được refresh lại. Thì thường các bạn sẽ yêu cầu chủ quán làm gì? Ừ, tắt modem đi, tắt modem đi, cắm điện lại, đúng không? Rút điện ra cắm điện lại thôi. Như vậy thì lúc này cái DHCP trên modem nó reset và nó giải phóng hết tất cả những IP nó đã cấp, đúng không? Cho nên nếu mà bạn để ở công ty thì bạn cho cái số ngày này lớn một tí. Còn nếu như bạn là quán cà phê thì bạn xếp cái số ngày này nó nhỏ lại một tí. Khoảng 2 ngày là được rồi. Có ai mà uống cà phê liên tục một tuần liên tục không? Mà số lượng nó đông không? Một tuần liên tục trong quán đó luôn. Hiếm đúng không? Một hai người đúng không? Cho nên là chúng ta không nhất thiết phải để lâu. Đó. Chú ý chỗ này giúp thầy. Rồi ở chỗ này chúng ta muốn cấu hình tiếp không? Cấu hình chỗ này là hồi nãy giờ nó mới chỉ hỏi IP thôi nè. DNS nó chưa hỏi nè.
Default gateway nó chưa hỏi nè, thì mình cấu hình tiếp. Đây nó hỏi nè, default gateway trong đề của mình default gateway là mấy nhỉ? Mấy? 192.168 1 chấm chấm 1, thì chỗ này default gateway của mình 192.168.1.1. Rồi, add vô. Next. Nó hỏi là cái DNS, DNS đây, AMC bình, và nó đã tự động nó add cho mình là .1.2 rồi. Mình không cần, nếu như chỗ này nó chưa thì mình sẽ đưa cái server vô đây và add địa chỉ vô đây. Chỗ này nó có rồi, next. Cái này bỏ qua, địa chỉ này không không cần nữa đây. Active tức là cho cái scope này hoạt động. Nhiều khi á, khi mà các bạn cài đặt rất là nhiều cái scope nhưng mà chưa cho cấp, mình chỉ mới cài đặt và cấu hình thôi, chứ còn mình chưa cho bất kỳ một cái ai cái máy tính client nào nhận IP cả, thì chúng ta chọn là no active later. Còn bây giờ thì mình cho active luôn ha. Giữa cái active và không active á, thì nó khác nhau tí xíu. Bây giờ thầy cho tắt trước đi, để trong trường hợp mà mình chưa active thì mình sẽ làm gì, chứ còn mình active xong rồi thì nó dễ lắm. Rồi đây, cái scope của mình mới vừa cấu hình xong, nó sẽ báo nè, màu đỏ, thấy màu đỏ không? Đó, nó có màu đỏ nè, và nó sẽ có IP của mình nè, mình cấp từ .5 cho đến .100, và chỗ này nó có dấu chéo nè, từ .11 cho đến .20 là nó không cấp, cho nên là cấp đến .10 cái là nó nhảy qua .21 luôn. Có những địa chỉ nào đã được nhận chưa? Chưa. Địa chỉ đặc biệt có không? Không. Tại vì trong đề thì nó có yêu cầu là cấp địa chỉ dành riêng. Đây, trong đề nó có nè. Cấu hình một máy cố định cho địa chỉ IP là .79. Địa chỉ này là ưu tiên. Cho dù là bạn cấp từ .5 cho đến 100 là bạn có khoảng cỡ 91 IP, mà đến 90 đứa nhận rồi, còn một IP này bạn không xài nó vẫn không được cấp cho ai hết. IP 79 nè, chỉ cấp cho mỗi mình thôi, và cứ mỗi lần vào dù là nhận IP động nhưng mà chỉ có 79 thôi, không còn không nhận số khác, tức là dành riêng IP, dành riêng. Ok, tí nữa chúng ta sẽ nói đến IP dành riêng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có option router .1 DNS .2. Bây giờ chúng ta sẽ active nó lên, click chuột phải. Ở chỗ này các bạn sẽ chọn active nhé. Các bạn chọn active thì khi mà các bạn active lên thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Rồi như vậy khi mà chúng ta bật cái máy client lên nè. Máy client mình đang để ở đây là VNet2, thấy VNet2 không? Đây nè, mình đưa ở ngoài này nè, thấy VNet2 ha, là nó cùng mạng với server đúng không? Và nó có một điều đặc biệt nè, mới vừa mở lên các bạn. Mình sẽ vô đây mình kiểm tra nhé. CMD ipconfig on. Chuyện gì ta? Mới vừa mở máy luôn. Mình thấy gì rồi? À, có IP.5 luôn. Không? Và nó có là default gateway .1, DHCP server là .2, DNS là .2. Mình chưa làm gì hết trơn. Đúng không? Tại vì mình đã làm gì? Mình đã cấu hình cho cái máy server này là DHCP. Thì cái máy client khi nó mở lên mà nó cùng lớp mạng, tức là nó cùng cái hệ thống switch, tức là cùng VNet á, thì nó sẽ tự động nó nhận IP. Đây.
mình vô ncba ib đây nè, mình vô trong cái phần DH property ha, IPv4 ha, thấy không? Mình chọn IP động nè, mình có đặt IP đâu, được chưa? Đó, mình không đặt IP, cho nên là nó tự động mình vô chỗ detail nè, chú ý chỗ này nhé. Trong detail nó để là DHCP enable yes, là bật IP tự động và nó nhận IP, nhận IP, nhận subnet mask, nhận khi nào hết hạn, thấy 8 ngày không? Đó, và IP default gateway, IP của DHCP, IP của DNS, hai cái này có thể khác nhau. Sau này mình sẽ cấu hình khác thì nó khác, ví dụ như là cái máy DHCP là máy khác, cái DNS là 8888 chẳng hạn, thì tùy mình cấu hình cho hệ thống mạng của mình thôi. Đó, rồi ok. Như vậy là mình đã xong cái phần cấu hình DHCP. Và chỗ này mình refresh lại cái nào. Thấy có máy chưa? CL1, client 1 nè. Mình chưa có zone domain gì hết nha. Đó, nhưng mà chỗ này là nó đã lấy được cái IP và mình sẽ test ở bên cái make client của mình một cái lệnh nữa để mình xem là mình có zone domain được không, là lệnh gì? NS lookup đây, và trong này nó cũng đã phân giải được tên miền nè, nó đã phân giải được tên miền đó, amcbình.com 192.168.1.2. Như vậy mình xong domain được chưa? Được ha. Ok, như vậy thì các bạn sẽ tranh thủ làm cái phần cấp phát IP động, sau đó thì chụp cái màn hình cấp phát IP động này lên giúp cho thầy. Các bạn chọn vô cái DHCP đây, IP config secure, thì nó sẽ cho thầy biết là bạn đang sử dụng IP động nè, được chưa? Yes. Rồi IP bạn cấp lại nhiêu, 1 2 đó, thì bạn chụp cái này lên giúp thầy, tính theo thời gian nha, ai chụp trước ai chụp sau, ngân là đặc biệt, chỉ có 4 bạn là thi với nhau thôi. Ngân là giải đặc biệt rồi, được chưa? Đừng có cho chị Ngân vô thi nữa thì mấy bạn chơi không lại đâu. Rồi 10:30 rồi, có giải lao giải liếc gì không? Giải lao cả hết ngày luôn rồi. Dạ nghe anh đang lớp hả?